kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, các thế hệ người Việt Nam luôn luôn đi theo tiếng gọi của Đảng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ ra mặt trận chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ giang sơn Tổ quốc. Để đất nước hòa bình thống nhất như ngày hôm nay, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, được nhà nước công nhận liệt sĩ và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Do có nhiều cống hiến xuất sắc, hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đời đời ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn đó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, ăn quả phải nhớ người trồng cây. Chúng ta phải luôn luôn nhớ đến công lao của những anh hùng liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta. Máu đạo của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta. Để nhắc nhở, tri ân và biết ơn sự hy sinh kỳ diệu to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nhà xuất bản Dân Trí cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại văn hóa Phương Đông phối hợp xuất bản cuốn sách Sự hy sinh kỳ diệu, được sưu tầm từ ngòi bút của nhiều tác giả. Những câu chuyện trong tập sách này đó là những tấm gương chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quên mình cho Tổ quốc nở hoa độc lập. Rất thú vị, rất cảm động. Những thắng lợi huy hoàng trong lịch sử đều được xây đắp nên từ biết bao mồ hôi, xương máu của hàng triệu quân dân ta trong các cuộc kháng chiến khốc liệt. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, nên những câu chuyện đều trong cuốn sách này chỉ là một số câu chuyện mà nhà xuất bản sưu tầm tuyển chọn được, không có sự so sánh nào về những chiến công của các cán bộ chiến sĩ và các đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Các anh hùng liệt sĩ, họ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta, đem cả tính mạng của bản thân đổi lấy sự vinh quang cho toàn đất nước. Trong lịch sử thời kỳ đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, tuổi trẻ Việt Nam luôn có những đóng góp xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử được Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc giao phó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, dù phải hy sinh cả tính mạng khi còn ở tuổi thanh xuân, thì thế hệ trẻ với những cái tên đã đi vào lịch sử như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi vẫn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, chí khí lẫm liệt để gìn giữ lý tưởng sống mà họ đã chọn và truyền lại cho nhiều thế hệ thanh niên viết tiếp trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, lực lượng vũ trang nhân dân ta đã nối tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc, ngoan cường đánh bại những kẻ thù to lớn nhất để giành lại non sông, thống nhất đất nước. Sự hy sinh đó là những hình ảnh trường tồn, nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công ơn. Và sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng vũ trang nhân dân đã nối tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc, dương cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới, vượt qua bao chặng đường hiểm nguy, anh dũng, ngoan cường, cùng toàn dân ta đã lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất, vẻ vang nhất của lịch sử Việt Nam, đánh bại những kẻ thù to lớn của nhân loại, đưa dân tộc ta sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói về sự hy sinh không thể không kể đến bộ đội Cụ Hồ, danh hiệu nhân dân vinh đặng là niềm tự hào rất lớn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân đội nhân dân Việt Nam. Phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ được hình thành và tỏa sáng trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành, phát triển của quân đội ta, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đức hy sinh của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những chuẩn mực hàng đầu của bộ đội Cụ Hồ. Thực tiễn đã chứng minh, trong kháng chiến, mọi quân nhân luôn nêu cao tinh thần yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình, giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc.
Đức hy sinh của bộ đội Cụ Hồ là tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước nhằm thẳng quân thù mà bắn. Ngày nay, đức hy sinh của bộ đội Cụ Hồ được thể hiện ngay trong quá trình thực hiện các chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Cán bộ chiến sĩ không quản khó khăn, thử thách, hiểm nguy, thực hiện nghiêm túc 10 lời thề danh dự của quân dân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Khi có lệnh là lên đường, sẵn sàng xông pha vào những nơi gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Vượt mọi khó khăn, tự lực tự cường, nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng của mình để huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Không quản khó khăn gian khổ, cứu giúp nhân dân, vượt qua nguy hiểm, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tiêu biểu như trong phòng chống đại dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ quân đội vượt mọi nguy khó, tiến hành tiêu độc tẩy trùng ở vùng tâm dịch. Nhiều cán bộ chiến sĩ gác việc riêng, bám chốt trên biên giới, kiểm soát đường mòn, lối mở, phòng chống dịch. Hay trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Cán bộ chiến sĩ quân đội luôn xung kích đi đầu theo tinh thần cứu dân là mệnh lệnh trái tim. Từ sĩ quan cấp tướng đến người chiến sĩ sẵn sàng xông pha nơi nguy hiểm, chấp nhận hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Tinh thần ý chí và những việc làm sinh động cụ thể trên thực tế đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đức hy sinh của bộ đội Cụ Hồ được khởi nguồn từ mục tiêu lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong thời bình, nhờ có mục tiêu lý tưởng cách mạng rõ ràng mà cán bộ chiến sĩ quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng tận tâm tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Cũng nhờ có mục tiêu lý tưởng cách mạng, lý tưởng sống vì cộng đồng, chung tay xây dựng đất nước mà lớp lớp thanh niên mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, sự hy sinh kỳ diệu của quân đội nhân dân Việt Nam, các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của quân đội chưa thể thống kê đầy đủ có bao nhiêu lá đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ, trong đó có rất nhiều lá đơn viết bằng máu. Trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, một số ít người còn có cách nhìn phiến diện, chủ quan, thậm chí phủ nhận đức hy sinh của bộ đội Cụ Hồ. Có người cho rằng môi trường quân đội hà khắc, khổ ải, sự hy sinh giữa thời bình là không đáng có, từ đó dẫn đến tình trạng phản đối hoặc không muốn con em mình được rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong quân ngũ. Nguy hiểm hơn, những luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc kia đã làm cho một số thanh niên phai nhạt lý tưởng, thiếu niềm tin, tìm nhiều lý do, mánh khóe, trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Những biểu hiện suy nghĩ lệch lạc đó của một số cá nhân cần phải kiên quyết phê phán, lên án. Bởi đức hy sinh của bộ đội Cụ Hồ là vì Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, trong đó có gia đình, người thân và bản thân những người có suy nghĩ lệch lạc kia. Vì sự phát triển của đất nước và vì chính sự tiến bộ của từng cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Trong đó, để đức hy sinh của bộ đội Cụ Hồ là giá trị vĩnh hằng, phát huy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Trước tiên, cần phải đề cao công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, có nhận thức đúng đắn. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng lại trào dâng, hừng hực khí thế ra trận, không sợ khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cuốn sách Sự hy sinh kỳ diệu giúp bạn đọc nhìn lại chặng đường vẻ vang, xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội với những truyền thống hào hùng, được nhân dân luôn tin yêu, quý trọng và bạn bè quốc tế mến phục. Chúng ta sẽ càng thêm trân quý đức hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 hàng năm, Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam là dịp để toàn dân cả nước ôn lại những câu chuyện phi thường, dũng cảm của những chiến sĩ tử trận, bồi dưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, liệt sĩ và người có công
cũng là dịp để mỗi người Việt Nam được sống trong hòa bình, tri ân hàng triệu con người đã hy sinh, đã để lại nơi chiến trường một phần xương máu và một phần cuộc sống của mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân, như cách mà anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã viết. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Sự Hy sinh Kỳ Diệu tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối Tri thức do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.